Thông tin tiểu sử nghệ sĩ Hải Vân Sơn Vân Sơn, sinh ngày 5 tháng 10 năm 1961 là một nghệ sĩ hài. Nổi tiếng người Việt hải ngoại, ông là người sáng lập và là giám đốc của công ty giải trí được đặt theo tên của chính mình là Trung tâm Vân Sơn, Vân Sơn Entertainment, thân thế và sự nghiệp Danh Hải Vân Sơn ông tên thật là Dương Thanh Sơn, sinh ngày 5 tháng 10 năm 1961 tại Sài Gòn. Trong một gia đình rất có duyên với các bộ môn nghệ thuật sân khấu và điện ảnh Việt Nam, anh ruột của Vân Sơn là nghệ sĩ Nguyễn Dương, cùng chị dâu là nghệ sĩ Thu Tuyết. Ngoài ra Vân Sơn còn có một người cậu ruột là nghệ sĩ Nguyễn Tránh Tín, cùng hai người em họ là diễn viên Johnny Chi Nguyên và đạo diễn Charlie Nguyên. Cuối năm 1988, ông vượt biên khỏi Việt Nam bằng đường biển. Sau 9 ngày lênh đênh trên biển cả, ông tị nạn ở Malaysia, sau đó là Philippines, mãi đến tháng 4. Năm 1990 mới đến được Mỹ, thời gian đầu trông vào làng văn nghệ hải ngoại, ông được biết với vai trò hoạt náo viên trong các chương trình tiệc cưới, hội họp, phòng trà ca nhạc vào dịp cuối tuần. Năm 1991, ông kết hợp với Bảo Liêm trở thành đôi danh hài ăn khách nhất trong cộng đồng người Việt tại tiểu bang California, Mỹ năm 1994, ông thành lập trung tâm Vân Sơn, vừa biểu. Diễn vừa đào tạo nhiều ca sĩ, danh hài nổi tiếng trong giới văn nghệ Việt Nam ở hải ngoại.